Viên xin chào các bạn. Hôm nay anh Viên chia sẻ cùng các bạn vấn đề đau cổ vai gáy và chuỗi bài bổ trợ trong quá trình các bạn sẽ tập và luyện. Đau cổ vai gáy có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các bạn ngồi trong tư thế không đúng, ảnh hưởng do công việc và ngồi làm việc, đặc biệt là những bạn văn phòng. Trong thời đại chúng ta hay bấm máy tính và các bạn bấm điện thoại, các bạn hay có chiều hướng các bạn cúi đầu. Và các bạn làm việc quá nhiều trên bàn phím như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến phần tắc nghẽn, tất cả các cái phần cơ, phần mạch máu, và nó ảnh hưởng đến hệ thống dây thần kinh phía sau gáy của các bạn. Vậy trong mỗi khi chúng ta học hoặc ngồi làm việc, các bạn nên bỏ trong một tiếng, các bạn bỏ từ 5 phút đến 7 phút các bạn tập những cái tư thế bổ trợ cho phần vai để kích hoạt toàn bộ tất cả các prana và đẩy cái sinh khí cho các phần hệ cơ đó. Còn đây là chuỗi bài, một chuỗi bài trong 45 phút đến 50 phút hỗ trợ cho các bạn quá trình tập như vậy mỗi ngày để làm cơ của các bạn đàn hồi tốt. Mời các bạn vào bài nhé. Hai chân của các bạn duỗi về phía trước, gác chân phải qua chúng ta khởi động khớp cổ chân. Các bạn cố gắng ngồi giữ thẳng lưng. Mời các bạn xoay ngược lại, giữ lại, kéo căng cổ chân, mu bàn chân và các ngón chân. Lơi tay bên ngược lại. Chúng ta cùng đổi bên. Xoay khớp cổ chân. Mời các bạn xoay ngược lại. Chúng ta giữ lại, kéo căng tối đa. Lơi tay bên ngược lại. Đưa chân trái ra bên ngoài, hai tay nắm ra sau cẳng chân của bạn, nâng chân lên khỏi sàn, chúng ta khởi động đến khớp gối. Mời các bạn xoay ngược lại. Giữ lại, hít vào đẩy hướng mũi chân về cơ thể, thở ra hạ xuống. Hai, hít lên. Thở. Lần cuối hít vào, giữ lại. Ba, hai, một, thở ra, lấy tay trái đặt cạnh ngoài của chân trái vào khuỷu tay phải, vòng tay trái ra bên ngoài ôm lấy chân của bạn. Các bạn đung đưa chân trong tư thế như ru em bé ngủ, khởi động tác động đến đùi và khớp hàm. Rút cơ bụng ngồi thẳng lưng, thở ra ép chân hướng về bụng ngực của bạn, giữ lại và hít thở nhẹ. Ba, hai, một, mời các bạn trở về, từ từ lấy hai tay nắm lấy ức của bàn chân, hít vào một hơi, thở hướng đầu gối ra sau nách. Lần hai, hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít, thở, mời các bạn giữ. Chúng ta trở về và cùng đổi bên, co chân phải lại, hai tay nắm phía dưới cẳng chân, nâng chân lên khỏi sàn và xoay khớp gối. Trong mỗi bài tập, các bạn cố gắng khởi động thật kỹ trước khi bước vào bài. Mời các bạn xoay ngược lại. Mời các bạn giữ lại, hít vào đẩy gót chân ra, mũi chân hướng về cơ thể. Thở ra. Hai, hít. Thở. Lần cuối hít, mũi chân hướng về cơ thể, giữ lại, căng toàn bộ cơ gân khoeo của bạn. Thở ra, lấy tay phải đặt cạnh ngoài của chân phải vào khuỷu tay trái, vòng tay phải ra bên ngoài đầu gối của chân phải nào. Hai tay của các bạn có thể đan lại. Các bạn đung đưa chân. Mời các bạn giữ lại cố định, ôm chắc cơ bụng, ngồi thẳng lưng. Rút cơ bụng nào, thở hết hơi ra, ép chân về phần ngực của bạn, căng toàn bộ cơ đùi sau của chân phải và giữ lại. Thở ra, hạ xuống, hai tay nắm lấy ức của bàn chân, hít vào một hơi, thở ra hướng thúc đầu gối ra sau này, hít vào, thở, một lần cuối hít vào, thở ra hướng đầu gối ra sau này, giữ lại, ba, hai, một, mời các bạn trở về, đặt cạnh ngoài chân phải vào khớp hàm, kéo chân trái vào bên trong. Ngồi trong tư thế thoải mái nhất, giữ cột sống cổ và cột sống lưng thẳng. Hít vào, vươn tay lên cao,
hai tay đan lại ngửa lòng bàn tay, mắt hướng nhìn lên theo tay, vươn kéo giãn các đốt sống lưng của bạn. Giữ cột sống cổ và cột sống lưng thẳng, cố định tư thế, hạ tay xuống đầu gối. Hai tay đặt lên đầu gối, ngửa lòng bàn tay. Ngón trỏ và ngón cái thủ ấn Chimura, mời các bạn khép nhẹ mắt lại và thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi mắt, xương quai hàm, thả lỏng bầy đốt sống cổ, đôi bờ vai, đến cánh tay, thả lỏng đến cột sống lưng, thắt lưng, khớp hàng, thả lỏng chân của bạn, loại bỏ những tạp ý, loại bỏ những ảnh hưởng xung quanh, thu các giác quan vào bên trong, hướng tâm trí của bạn vào hơi hít thở sâu, hít vào bằng mũi, đưa hơi xuống bụng, căng tròn bụng lớn lên, thở ra qua mũi. Hóp sát bụng lại, co nhíu hậu môn. Hít vào, đưa hơi xuống cơ hoành. Thở ra, hóp sát bụng lại. Hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít nhẹ nhẹ. Thở êm êm. Tiếp tục duy trì hơi thở của bạn. Mỗi hơi thở làm cơ thể của bạn nóng dần lên. Để chúng ta đi vào bài. Mời các bạn đưa ý thức trở lại với cơ thể của mình. Cử động nhẹ các đầu ngón tay, mắt nhìn xuống phía dưới, chớp nhẹ mắt, úp lòng bàn tay xuống đầu gối. Mời các bạn nâng tay phải lên, gấp ngón trỏ và ngón giữa. Bạn nào không được thì đặt ngón trỏ và ngón giữa lên con mắt thứ ba, đặt ngón áp út lên cánh mũi trái. Chúng ta hít thở luân phiên cân bằng âm dương, hít vào mũi phải, đưa hơi xuống bụng, căng tròn bụng lớn lên. Lấy ngón tay cái bịt mũi phải, thở ra mũi trái, hóp sát bụng lại. Hít vào mũi trái, đưa hơi xuống bụng. Bịt cánh mũi trái, thở ra mũi phải, hóp sát bụng lại. Hít vào mũi phải, đưa hơi xuống bụng. Bịt cánh mũi phải, thở ra mũi trái, hóp sát bụng lại. Hít vào mũi trái, đưa hơi xuống bụng. Bịt cánh mũi trái, thở ra mũi phải, hóp sát bụng lại. Hít vào mũi phải, lần cuối đưa hơi xuống bụng. Bịt cánh mũi phải, thở ra mũi trái, hóp sát bụng lại. Mời các bạn hạ tay xuống đầu gối, khép nhẹ mắt lại, hít thở đều trong giây lát. Mời các bạn từ từ mở mắt ra, luyện sinh khí xong rồi, mời các bạn khởi động đến phần cổ. Trước khi khởi động đến phần cổ, chúng ta đổi bên chân để cân bằng hệ cơ của. Hai tay của các bạn bám lên đầu gối, gập cổ thở cuộn cằm chạm xương ức. Hít vào nâng cằm ngả cổ ra sau. Về thở kéo căng tối đa bảy đốt sống cổ. Hít vào nâng cằm ngả cổ. Về thở cuộn cằm chạm xương ức. Hít vào nâng cằm ngả cổ ra sau. Thở ra kéo căng tối đa bảy đốt sống cổ. Một lần cuối cùng hít vào nâng cằm ngả cổ. Mời các bạn giữ lại. Về thở cuộn cằm chạm xương ức. Mời các bạn giữ. Hít vào nâng đầu lên, nghiêng đầu sang phải thở. Giữ vai cố định. Hít lên, nghiêng đầu sang trái thở.
thở. Hít, nghiêng phải thở ra. Hít, nghiêng trái thở. Một lần cuối hít vào, nghiêng sang phải thở, mời các bạn giữ lại. Hít lên, nghiêng nhẹ đầu sang trái thở, mời các bạn giữ. Hít vào, nâng đầu lên, xoay đầu sang phải thở ra. Hít, xoay đầu sang trái thở. Hít, phải thở. Hít, trái thở. Lần cuối hít vào, phải thở, mời các bạn giữ. Hít, xoay đầu sang trái thở, mời các bạn giữ lại. Hít trở về chính diện. Hít vào, rụt hai vai của bạn, rụt lên cao và thở tống hết hơi ra qua mũi nè. Hít vào. Hai, hít. Ba, hít. Bốn, hít. Lần cuối hít, giữ lại. Thở. Các bạn xoay hai bả vai hướng ra sau. Cố gắng đi hai lần. Mời các bạn xoay ngược lại. Xoa nóng, nâng hai tay lên, xoa nóng lòng bàn tay. Từ chậm cho đến nhanh, chà cho thật nóng. Lấy hơi ấm của lòng bàn tay các bạn đặt ra sau gáy của mình. Đấy, các bạn dùng lực của bàn tay các bạn bóp nhẹ cái phần cổ gáy của mình. Bóp nhẹ. Mời các bạn bắt chéo hai tay, ngón trỏ và ngón giữa của các bạn gấp ba ngón còn lại. Bắt chéo hai tay, lấy hai ngón của các bạn bắt chéo đến đâu các bạn ấn phía sau cái phần gáy, phần vai của mình. Các bạn nhảy từ phải sang trái. Xoay tròn. Mời các bạn xoay ngược lại. Chúng ta nhẹ tay, lấy tay phải bóp cái phần vai trái của bạn. Xoa bóp vai xuống cánh tay, bắp tay. Bắt đầu một lần nữa, các bạn bóp từ vai xuống bắp tay, cánh tay của mình. Lấy tay phải các bạn vỗ vai trái. Chúng ta đổi bên, lấy tay trái các bạn massage, bóp nhẹ từ phần vai bả vai lớn xuống cái cơ delta của bạn, xuống cẳng tay, khuỷu tay. Tiếp tục các bạn bóp phía lên phía trên. Các bạn bóp dần xuống phía dưới. Xoa bóp. Một lần nữa các bạn bóp dần xuống. Lấy tay trái các bạn vỗ nhẹ ra sau vai phải. Hai tay của các bạn từ từ nâng lên, gập khuỷu tay đưa về phía trước. Nào các bạn nắm hờ cái tay của các bạn lại, hít vào đẩy ngực về phía trước, mở căng lồng ngực, hai chỏ tay của bạn nâng ngực lên mở căng, rướn nhẹ cằm, thở ra ôm hết cơ bụng kéo căng vai của bạn, mắt nhìn về rốn, khép hai chỏ tay sát vào với nhau. Hít vào nâng lồng ngực, mở căng lồng ngực, mở vai. Thở ra ôm hết cơ bụng đẩy lưng ra sau, mắt nhìn về rồi. Hít lên lần ba. Thở ra. Hít vào. Về thở. Hít lên. Thở. Cố gắng đi ba lần nữa. Hít vào. Thở ra, rút bụng đẩy lưng ra sau, kéo căng vai. Hít. Thở, khép hai chỏ tay, tay ngang với vai. Hít vào. Thở. Một lần cuối, hít lên. Mở căng tối đa, nâng lồng ngực, nâng nhẹ cằm, giữ. Ba.
Hơi, mô thở ra, khép hai trở tay kéo căng vai của bạn giữ lại. Bật. Hơi, một, hít vào, mở ngang, xoay hai khuỷu tay hướng ra bên ngoài úp lòng bàn tay. Nghiêng người sang phải thở, co nhẹ trở tay kéo căng cơ lên sườn, mắt hướng nhìn lên trên. Hít lên, úp lòng bàn tay, nghiêng trái thở ra. Hít lên, nghiêng sang phải thở. Hít lên, nghiêng trái thở. Hít, nghiêng phải thở. Hít, nghiêng trái thở. Hít, nghiêng phải thở. Hít, nghiêng trái thở. Hít, lần cuối nghiêng sang phải thở, co trọn tay phải, tay trái song song với mang tay, mắt hướng nhìn lên phía trên, không trợn ngược mắt, giữ. Ba, hai, một, hít lên thật chậm, nghiêng sang trái thở, mời các bạn giữ lại. Ba, hai, một, hít lên thật chậm, hai tay đưa ra sau đan lại, nâng ngực mở vai ngả thở, xoay người sang bên phải gập thở. Hít lên, xoay người sang bên trái gập thở, nâng cao tay, ấn hai mông của bạn xuống sàn. Hít vào, xoay phải vươn gập thở. Hít lên, xoay trái vươn gập thở. Hít, một lần cuối cùng xoay sang phải vươn gập thở, mời các bạn giữ. Ba, hai, một, hít vào nâng lên, xoay người sang trái vươn gập thở, giữ lại. Ba, hai, một, hít vào, mở hai tay, hít vươn tay lên cao, mắt hướng nhìn lên, thở ra mũi tay chạm sàn, mắt nhìn xuống. Hít vươn tay lên cao, thở ra. Lần ba, hít vào, về thở. Hít lên, cố gắng căng giãn nhịp điệu bả vai, thở ra đã thông tối ra. Một lần cuối cùng, hít lên, hai tay đan lại ngửa lòng bàn tay, vươn kéo giãn toàn bộ lưng cột sống lưng của bạn. Thở ra mở hai tay, hai tay hướng về phía trước gặp người nào, đi bộ tay về phía trước kéo dài toàn bộ cột sống lưng và thắt lưng của bạn, chống mũi tay của bạn lên thả lỏng, chán có thể chạm sàn, giữ. Ba, hai, một, đi bộ tay sang bên phải, kéo căng lườn, căng eo và căng vai trái theo khả năng của bạn, mức ở đâu các bạn giữ ở đó. Giữ và hít thở đều. Ba, hai, một, mời các bạn đi bộ về chính diện, tiếp tục đi bộ tay sang bên trái, kéo căng toàn bộ hông eo lườn bên phải, mời các bạn mức tối đa các bạn giữ lại. Ba, hai, một, đi bộ về chính diện, đi bộ tay về, hít vào, tay và đầu nâng lên cùng một lúc, vặn người sang bên phải thở ra, tay phải đặt ra sau mông phải, không cần mông trái, đặt nhẹ thôi, hít vào trở về, xoay người sang bên trái, tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái đặt ra phía sau, hít lên, vặn phải thở ra, xoắn vặn phần eo nhẹ nhàng, hít trái thở ra. Một lần cuối, hít vào, phải thở ra. Mời các bạn giữ. Ba, hai, một, hít, vặn trái thở, mời các bạn giữ lại. Ba, hai,
Một hít vào, mời các bạn trở về, hạ tay xuống. Chúng ta tháo xẹt ra, xoay mặt hướng về chân đây cô. Mời các bạn nhấp gối. Hít vào, duỗi kéo căng cổ chân. Thở ra, mũi chân hướng về cơ thể. Hít vào, thở. Lần cuối hít duỗi giữ lại. Mời các bạn xoay khớp cổ chân. Chúng ta xoay ngược lại. Lắc hai chân vào với nhau. Tác động massage cổ chân, lòng bàn chân và đùi. Tách rộng hai chân bằng hông. Từ từ mời các bạn co hai chân lại, áp sát bàn chân dưới sàn. Mời các bạn tiếp tục chách nhẹ hai mũi chân hướng ra bên ngoài. Hít vào, vươn tay lên cao. Ôm hết cơ bụng, vươn dài về trước, gập thở, giữ cổ sống lưng thẳng. Hít lên. Lần hai, vươn dài, gập thở, giữ chồm từ gần xương cùng của bạn. Hít lên. Lần ba, xuống thở, cố gắng thả lỏng tay, vai, không rụt tay, không rụt vai. Hít lên. Tiếp tục vươn dài các đốt sống lưng, gập thở. Hít lên. Một lần cuối, vươn dài, gập thở. Mời các bạn giữ lại. Bắc. Hai, tay xa lỗ tai, không rụt tay vai. Một, hít vào, nâng lên, hạ tay xuống. Mời các bạn bắt chéo hai chân, quỳ lên tư thế con mèo. Tiếp tục chúng ta khởi động về cột sống lưng. Xòe căng các ngón tay bám xuống sàn. Xòe mức độ nói căng như các bạn đặt tay một cách thoải mái nhất, ấn tay xuống sàn. Tách rộng hai đầu gối bằng hông, áp sát mu bàn chân dưới sàn. Khởi động, cố gắng khởi động kỹ về phần lưng, vai và cột sống lưng của bạn. Gù lưng hóp bụng thở, cuộn cằm chạm xương ức. Hít đỡ, vào vươn đầu mở vai. Về thở, gù lưng mắt nhìn về rồi. Hít nâng đầu, vươn mở đai vai của bạn. Bám tay nha các bạn. Gù lưng kéo giãn các đốt sống lưng tối đa. Hít vào, nâng đầu, vươn mở vai. Về thở. Hít lên. Thở ra. Hít. Thở. Lần cuối hít vào. Mời các bạn giữ. Ba, mở vai, các bạn đừng rụt vai nha. Vươn mở vai, rướn cái gáy của mình. Hai vai hướng ra phía sau. Gù lưng cuộn cằm chạm xương ức, kéo căng các đốt sống lưng hướng xương cùng xuống, đẩy xương mu về phía trước giữ lại. Ba, hai, một, hít vào, nâng đầu giữ trong tư thế cái bàn, đặt tay trái về giữa, ấn chắc hai mu bàn chân. Hít vào, nâng tay phải ngang vai. Về thở, luồn tay qua nách nhưng không sụp vai, quan sát các hai bả vai. Hít vào, về thở ra. Hít lên, thở, cố gắng mắt nhìn đầu thảm, không để cổ của mình rơi. Hít vào, thở. Một lần cuối, hít vào, giữ lại, kích hoạt cơ tay vai nào. Ba, hai, một, thở ra, kéo căng bả vai của mình, giữ. Ba, hai, một, mời các bạn hạ tay phải xuống, chúng ta cùng đổi bên. Bám tay phải, hít vào, nâng tay trái ngang vai. Về thở, luồn tay qua này. Hít lên, thở ra. Hít vào, về thở. Hít lên, thở ra. Một lần cuối hít vào, giữ lại. Ba, hai, một, thở ra, luồn tay kéo căng vai của bạn. Cố gắng dội ngược hai vai, ôm cơ bụng của bạn lại. Ấn chắc hai mu bàn chân dưới sàn.
mắt lúc nào cũng nhìn đầu thảm cố định cột sống cổ với cột sống lưng. Thở ra, đặt tay về vị trí của mình. Mời các bạn hít vào, xô vai về qua cổ tay, tay vẫn thẳng, tay thẳng. Thở ra, lui mông không chạm gót, cắt cái bả vai, cắt tay của bạn. Hít vào, đổ vai qua cổ tay, bám tay, thở ra. Hít lên. Về thở. Lần cuối hít vào, mời các bạn giữ ba, hai, một, thở ra, lùi mông không chạm gót chân, căng rút cơ bụng lại, kéo căng toàn bộ tay vai và cột sống lưng của bạn, giữ ba, hai, một, mời các bạn trở về. Mời các bạn chúng ta đi bộ tay về phía trước. Được nữa, hạ ngực cằm chạm sàn. Mời các bạn giữ lại. 3 2 để mở lưng trên. Rút cơ bụng. Cố gắng đừng để nó nhấn vào phần thắt lưng của mình. Chịu lực trở tay đẩy tới. Hạ bụng ngực chán chạm sàn. Mời các bạn, hai tay của các bạn đưa dài về phía trước. Khép sát hai chân lại, duỗi mũi chân. Hít vào, nâng tay vai và đầu lên. Hít lên. Thở ra. Hai, hít lên. Thở. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít. Thở. Một lần cuối hít vào. Mời các bạn giữ 3 2 1 thở ra. Hai tay dang ngang với vai. Hít vào, nâng tay vai và đầu lên. Hít lên. Căng hai bả vai, vươn lên sử dụng cơ bụng dưới, căng hai ngón chân cái. Thở ra, hạ xuống. Lần hai, hít vào. Về thở, cố gắng tập làm nhỏ bụng, làm mạnh cột sống lưng, cơ dựng cột sống. Hít lên. Thở ra. Lần cuối hít vào, nâng lên, giữ làm mạnh cơ lực vai tối đa. 3 2 1. Tiếp tục, hai tay đưa ra sau, đan lại. Đẩy tay ra xa khỏi mông của mình, mở lưng vai. Hít vào, nâng đầu và vai lên. Hít lên. Thở ra. Hai, hít lên. Thở. Ba, hít vào. Thở. Bốn, hít lên. Thở. Lần cuối hít lên. Mời các bạn giữ 3 2 1 thở ra. Mở hai tay, thu hai tay về bằng ngực, nâng đầu, nâng hông, chống mũi chân, gấp lại tư thế chó úp mặt, đẩy hông lên cao. Mời các bạn từ từ đi bộ tay, rút bụng, đi bộ tay ra sau bằng mũi chân, co trở tay, thở hết hơi. Mời các bạn tiếp tục đi bộ tay về phía trước, ra trong tư thế tập ván. Tiếp tục đi bộ tay, rút bụng đầy hông cao. Đi bộ tay về bằng mũi chân, co trở tay, co đầu gối, trải dài các đốt sống lưng. Tiếp tục mời các bạn đi bộ tay, rút cơ bụng, bám tay đi. Ra tư thế tập ván. Mời các bạn rút bụng, tiếp tục đi bộ tay. Về trong tư thế con cò, tư thế gập về trước. Hai tay bằng mũi chân hoặc đặt tay ở phía trước. Co nhẹ trở tay, trải dài các đốt sống lưng.
Lần cuối mời các bạn đi bộ tay về phía trước, trong tư thế tập ván. Mời các bạn dừng lại 3, 2, 1. Rút bụng đầy hông lên càng cho úp mặt. Hít vào nâng chân phải của bạn lên. Về thở co gối chân phải về trước bộ ngực của mình. Hít lên, khởi động đùi và khớp háng. Thở ra đồng thời tác động vào cơ bụng, lưng, vai. Bám chắc tay rồi ngược vai. Hít lên, thở ra co gối. Hít vào nâng chân lên, cố gắng kiểm soát khớp hông của bạn. Thở ra. Một lần cuối cùng, hít vào nâng chân. Về thở co gối về trước bụng ngực, bám chắc tay rồi ngược vai giữ 3, 2, 1. Hít vào nâng chân phải của bạn lên. Về thở bước chân phải lên giáp với ngón tay cái. Hạ gối chân trái, hít vào nâng thẳng người lên, duỗi mũi chân. Hít vào vươn tay lên cao, nâng ngực vươn nào ôm chắc cơ bụng, vươn ngả thở trong tư thế trăng lưỡi liềm. Thở ra, gập người xuống, đặt tay đẩy hông ra sau. Lần hai, hít vào co gối, vươn hai tay lên cao, siết cơ bụng, vươn ngả thở. Thở ra, đặt tay bằng mũi chân, gập thở, kéo giãn tối đa cơn khoeo vật lực. Một lần cuối cùng co đầu gối, hai tay vươn lên, vươn ngả mức tối đa của bạn giữ lại 3. Bạn nào đau cổ vai gáy quá, cái phần cổ vai gáy các bạn đau của các bạn giữ, vươn cột sống của mình lên 2. Một, thở ra đặt tay, lùi hông ra sau, kéo căng cơ gân khoeo, kéo giãn các đốt sống lưng và thắt lưng, cố gắng vẫn ổn định khớp hông của bạn. Co đầu gối chân phải, nâng chân trái, lùi phải ra sau trong tư thế tập ván. Xoay hai mũi chân sang phải, hạ gối chân trái xuống sàn, áp sát chân phải xuống, đặt bàn chân phải xuống. Rồi tấn chân trái sang một bên, hít vào vươn mở vai phải, mắt nhìn theo tay. Về thở luồn tay qua nách, kéo căng bả vai, hít vào vươn. Về thở ra, hít lên, về thở, hít vào vươn lên, thở ra, hít lên, về thở. Một lần cuối, hít vào vươn, kéo căng hai bả vai ra, ôm chắc cơ bụng lại, giữ. Hướng cạnh ngoài chân phải xuống sàn. Một, các bạn chống mũi chân hoặc áp sát mu bàn chân trái xuống. Tay xuôi theo thân, mắt nhìn xuống, đặt tay. Xoay hai mũi chân đưa trở về trong tư thế tập ván. Xoay sang bên trái, hạ gối chân phải, tấn chân trái đưa sang bên phải. Đóng chân trái lại, tấn chân phải, áp sát chân trái xuống sàn, chống chắc tay phải. Hít vào vươn mở vai trái, mắt nhìn theo tay. Về thở luồn tay qua nách. Hít vào vươn tay lên cao. Thở ra. Hít lên. Về thở. Hít. Thở. Một lần cuối, hít vào vươn lên. Mời các bạn giữ căng hai bả vai tối đa 3, 2, 1. Tay xuôi theo cơ thể, mắt nhìn xuống, đặt tay trái, đuôi phải ra sau trong tư thế tập ván. Hạ hai gối chân xuống sàn, hạ trọ tay phải, hạ trọ tay trái. Nào, từ từ đẩy người về phía trước, duỗi mũi chân lên tư thế nhân sư tử, đẩy ngực vươn các đốt sống lưng. Mở hai cổ vai, cuộn hai vai ra sau. Mở căng lồng ngực, vươn cái gáy, duỗi căng hai mũi chân. Trong tư thế nhân sư tử được kéo giãn tối đa.
Ba, bổ trợ cho các bạn bị đau cổ vai gáy. Mời các bạn không cần lên tư thế con rắn nhấn về thắt lưng. Mời các bạn từ từ ấn hai trỏ tay rút bụng, nâng hông lên, chống tay phải, chống tay trái, chống mũi chân rút bụng đẩy hông lên cao cho úp mặt. Mời các bạn hít thở Ujjayi, hít thở, hít thở. Hít vào nâng chân trái của bạn lên, chúng ta cùng đổi bên. Về thở co đầu gối chân trái về trước bụng ngực của bạn. Hít vào nâng chân lên cao, không lật hông. Thở ra. Hít lên. Về thở. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối hít lên. Về thở. Mời các bạn giữ. Ba. Hai. Một, hít vào nâng chân trái lên trời. Thở ra bước chân trái lên giáp với ngón tay cái. Hạ gối chân phải duỗi mũi chân. Hít vào nâng người lên ổn định khớp hông của bạn. Trụ chắc chân trái vuông góc. Ấn chắc mu bàn chân phải. Hít vào hai tay mở ngang. Nâng ngực mở vai ngả thở. Hít ôm cơ bụng đẩy lưng ra sau. Nào khép hai trỏ tay. Hít vào đẩy ngực về phía trước mở căng lồng ngực. Thở ra rút bụng mắt nhìn về rồi. Lần cuối hít vào mở căng tay vai nâng nhẹ lồng ngực lên ạ. Vươn tối đa. 3 2 1 thở ra. Hai tay của các bạn đan lại đẩy tay gù lưng căng vai mắt nhìn rồi giữ. 3 2 1 mở tay đặt bằng mũi chân đẩy hông ra sau. Co trỏ tay gập người xuống trong tư thế gập. Kéo căng toàn bộ thắt lưng, cột sống lưng và cơ gân khoeo chân trái. Hít vào, co đầu gối chân trái, chống mũi chân phải, lùi trái ra sau trong tư thế tập bản. Hạ gối, đổ vai qua cổ tay, hạ ngực bằng tay và nằm xuống luôn, duỗi mũi chân. Gấp hai chân lại, đóng cổ chân, quạt hai tay ra sau. Nắm cổ chân lên tư thế cây cung để làm mạnh, săn chắc bụng và làm mạnh toàn bộ hệ cơ bụng và lưng. Hít vào đẩy hai đầu gối lên cao, đồng thời mở căng lồng ngực mở vai. Thở ra xuống. Hai, hít lên. Về thở. Ba, hít vào. Thở ra. 4 hít lên. Thở. Một lần cuối cùng hít lên. Mời các bạn giữ kích hoạt tối đa vào bắp chân và đùi. Mở căng vai. Sử dụng cơ bụng của bạn. 3 2 1 hạ thở. Mời các bạn bỏ tay dưới mũi chân. Thu hai tay về bằng ngực. Nâng đầu. Nâng vai, nâng hông, rút cơ bụng lui mông thật chậm về gót. Tư thế em bé, để kéo giãn nào thật chậm kéo giãn các đốt sống lưng của bạn. Thả lỏng trán tràn ra. Thả lỏng tay vai. Mời các bạn hít thở sâu. Hai tay của bạn từ từ quạt ra phía sau, hai tay xuôi theo thật. Ngựa lòng bàn tay. Tiếp tục hít thở sâu. Hai tay của bạn từ từ nắm lấy gót chân, khép nhẹ bớt hai đầu gối lại. Rút cơ bụng, từ từ mời lớp nâng mông ra khỏi gót, cuộn đỉnh đầu vào tư thế con thỏ. Dùng mông dùng lực các bạn đẩy kéo căng vai gáy của bạn dừng lại. 3 2 1 hạ mông về gót.
Mời các bạn thu hai tay bằng đầu, hít vào, nâng người lên, ngồi trong tư thế kim cương. Hai tay đặt lên đầu gối, lên đùi của mình. Mời các bạn khép mắt lại và hít thở sâu, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Mời các bạn từ từ mở mắt ra, hai tay nắm bao trùm lấy đầu gối, rút cơ bụng đẩy lưng ra sau, kéo căng vai của bạn, mắt nhìn về rốn. Mời các bạn giữ 3, 2, 1. Mời các bạn trở về, nâng mông ra khỏi gót, bắt chéo hai chân, hạ mông ra sau trong tư thế. Tiếp tục các bạn vào trong tư thế gập. Mời các bạn khép sát hai chân lại, mũi chân hướng lên trần, hít vào vươn tay lên cao, ôm hết cơ bụng vươn dài về trước gập thở. Hít lên, lần hai xuống thở. Hít vào nâng lên, một lần cuối cùng vươn dài gập thở. Mời các bạn giữ, bạn nào được nữa có thể lấy hai tay nắm cạnh ngoài của chân, giữ cột sống lưng thẳng. Được nữa, mỗi hơi thở vươn dài về trước và co trở tay. Hít vào, thở ra. Hít, thở vươn dài thêm một chút. Hít vào, thở ra. Cố gắng không để lưng gù, rút cơ bụng đẩy ngực về trước nữa em. Hít vào, hai tay vươn lên, hạ tay xuống thở. Mời các bạn siết cơ bụng, hai tay đưa về trước và nằm xuống. Thả lỏng trong giây lát rồi các bạn tiếp tục đi. Hít vào, nâng chân phải của bạn lên, úp lòng bàn tay, thở ra hạ chân phải xuống. Hít vào, nâng chân trái về thở. Hít, nâng chân phải lên vuông góc, hoặc theo khả năng của bạn, thở ra. Hít, nâng chân trái, thở. Lần cuối, hít, nâng chân phải. Mời các bạn nào từ từ rút cơ bụng, hai tay đặt lên đùi của mình. Mời các bạn bò tay theo cái bắp chân, được nữa lên đến cổ chân, siết cơ bụng và giữ lại ở đó. 5, đóng cổ chân lại. 4, 3, 2, 1, đi bộ về, nắm ra sau cẳng chân, hai tay đan lại gấp, gấp nhẹ chân và đẩy chân ra xa, căng bả vai của bạn, duỗi, một là duỗi hạn, hai là đóng hai cổ chân lại. 3, 2, 1, từ từ ôm, siết cơ bụng và nằm xuống, duỗi chân phải. Hít vào, nâng chân trái lên. Mời các bạn hai tay nắm về phần đùi, đi bộ tay lên, lên mức tối đa của bạn, lên bắp chân hoặc cổ chân thì các bạn nắm và giữ lại. Tiếp tục giữ, mắt nhìn về rốn hoặc mắt nhìn về phần đùi của mình. 3, 2, 1, đi bộ tay về, siết cơ bụng, hai tay nắm ra sau cẳng chân đan lại, gấp nhẹ đầu gối, kéo chân trái ra xa, căng hai bả vai của bạn, không dùng lực kéo tay, kéo bả vai, kéo chân lại, mà đẩy chân ra xa để kéo căng bả vai của bạn. Giữ, 3, 2, 1, trở về. Mời các bạn co hai chân cách xa mông khoảng hai bàn chân, hai tay dang ngang úp lòng bàn tay, nghiêng hai đầu gối sang phải, đầu nghiêng sang trái. Hít lên, nghiêng trái thở, đầu nghiêng sang phải. Hít vào, nghiêng phải thở ra. Hít, nghiêng trái thở. Hít, phải thở. Massage thắt lưng, cột sống lưng.
hít, trái thở, hít. Một lần cuối phải thở, mời các bạn giữ 3, 2, 1, hít, nghiêng hai đầu gối sang trái, mời các bạn giữ lại 3, 2, 1, mời các bạn trở về, thu hai gót chân gần về mông. Hai tay của bạn vẫn ra ngang úp lòng bàn tay, hít vào lên tư thế nửa bánh xe. Đổ khung xương chậu ra sau, siết cơ bụng, nâng hông đẩy ngực lên. Thở ra, hạ xuống. Hơi hít vào, nâng lên. Thở ra. Ba, hít vào, ấn chắc bàn chân, ấn chắc bàn tay. Về thở. Bốn, hít lên. Thở. Một lần cuối cùng, hít vào, nâng lên, ấn chắc tay, mời các bạn giữ lại 3, 2, 1, thở ra, hạ xuống. Mời các bạn ôm hai đầu gối hướng đùi về bụng của bạn, mời các bạn giữ 3, 2, 1, đẩy hai đầu gối ra xa, kéo căng bả vai, nâng đầu lên khỏi sàn, giữ 3, 2, 1, mời các bạn trở về. Hai tay nắm lấy đầu gối, xoay từ phải sang trái. Bạn nào hai chân không khép được, các bạn có thể bắt chéo hai chân. Mời các bạn bắt chéo chân, đổi bên xoay ngược lại. Mời các bạn, chúng ta duỗi hai chân, nằm trong tư thế Savasana, giữ cổ sống cổ và cổ sống lưng thẳng, nhấc nhẹ lưng vai và mông, nằm ngay ngắn, bỏ hết dây cột tóc ra khỏi đầu, hai mũi chân chạm vào mặt thảm, hai tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay, khép nhẹ mắt lại, thả lỏng tối đa cơ thể. Mời các bạn đưa ý thức trở lại với căn phòng, cử động các đầu ngón tay, nhúc nhích các đầu ngón chân. Mời các bạn khép sát hai chân lại, hai tay vẫn xuôi theo thân, ép hai bàn tay xuôi theo cơ thể của mình. Rồi từ từ mời các bạn duỗi căng mũi chân, duỗi căng tay kéo xuôi bả vai của bạn. Tối đa, giữ 3, 2, 1, thở ra, thả lỏng. Quạt hai tay lên, hai tay đan lại, ngửa lòng bàn tay, đưa tay ra xa khỏi đầu, đan hai tay, ngửa lòng bàn tay, kéo căng cơ thể của bạn, duỗi mũi chân, căng tối ra, thả lỏng. Mời các bạn nằm nghiêng sang một bên, bên nào cũng được, nằm trong tư thế thoải mái nhất, và chống tay ngồi dậy. Mời các bạn ngồi trong tư thế thoải mái. Chúng ta từ từ nâng hai tay lên, nắm duỗi nhẹ các đầu ngón tay. Mời các bạn đưa tay trái về phía trước, đặt tay trái trên khuỷu tay phải, gấp tay phải lại, kéo căng vai trái tối đa. Giữ 3, 2, 1. Chúng ta cùng đổi bên, gập trỏ tay trái, đưa tay phải lên, kéo căng vai phải, giữ lại 3, 2, 1, trở về, hai tay xoa nóng lòng bàn tay. Lấy hơi ấm của lòng bàn tay, các bạn đặt nhẹ ra sau cổ. Tiếp tục các bạn xoa bóp nhẹ cái phần cổ. Bắt chéo hai tay, các bạn xoa bóp cái phần vai, cánh tay. Bóp,
vai xuống cánh tay, bắp tay. Co hai bàn tay của bạn lại, các bạn đừng xòe bàn tay đây nhé, mà các bạn co lại. Các bạn xòe bàn tay là vỡ cái phần các mạch máu của bạn, các mạch máu li ti. Các bạn co nhẹ lại, hơi hõm lòng bàn tay, các bạn vỗ nhẹ ra phía sau lực. Từ từ lấy tay phải vẫn co lòng bàn tay như vậy, các bạn vỗ vai trái. Chúng ta đổi bên. Trong cái bài hỗ trợ quá trình các bạn tập cổ vai gáy như vậy, các bạn tập thường xuyên để bổ trợ, tránh trường hợp đau cổ vai gáy triền miên. Và ví dụ theo 5 tháng, cố gắng trong khi làm việc, các bạn luôn bỏ ra 5 phút để chúng ta khởi động và tập nha các bạn. Đừng để chúng ta làm quá nhiều việc đến khi chúng ta bị bệnh, sẽ ảnh hưởng đến công việc và vật chất của chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn làm việc vui vẻ.